Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của đài truyền thanh và truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các địa phương trên địa bàn huyện tập trung diệt chuột bảo vệ diện tích lúa vụ xuân. Huyện Thạch Thành mở rộng triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trường tiểu học thị trấn Kim Tân tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoại khóa tham quan về nguồn tại khu di tích chiến khu Ngọc Trạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hiện nay, diện tích lúa vụ xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái, làm đồng. Đây là thời điểm chuột cắn phá và gây hại. Trước tình hình đó, các địa phương trên địa bàn huyện Thạch Thành đang tích cực tuyên truyền, chỉ đạo bà con tổ chức diệt chuột tập trung để bảo vệ sản xuất. Huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các xã thị trấn hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền vận động người dân đồng loạt ra quân diệt chuột bằng phương pháp sử dụng thuốc sinh học theo sự giám sát hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và cán bộ khuyến nông cơ sở. Trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 4, các địa phương khuyến cáo người dân tạm thời nhốt gia súc gia cầm và thực hiện nghiêm quy trình diệt chuột, quản lý thu gom sắc chuột và bà thừa còn lại. Bên cạnh đó, để chủ động phòng trừ, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây hại, huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các địa phương và người dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời khoanh vùng, phát hiện các loại sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã ban hành công văn về việc mở rộng triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đó để mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn huyện góp phần tăng cường công tác quản lý chống thất thu thuế tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng minh bạch và thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số quốc gia chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thạch thành yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc huyện các phòng ban ủy ban nhân dân huyện Chi cục thuế khu vực Vĩnh Lộc Thạch Thành, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, Hội doanh nghiệp huyện Thạch Thành và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao tại công văn số 917 ngày 29 tháng 3 năm 2023 về việc triển khai chỉ thị số 05 ngày 23 tháng 3 Năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, công văn số 126 ngày 11 tháng 1 năm 2024 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu. Giao Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các cơ quan đơn vị tăng cường công tác phối hợp với Chi cục thuế trong quá trình tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn quản lý. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện phối hợp với tri cục thuế, tăng cường công tác tuyên truyền lan tỏa mạnh mẽ các chủ trương chính sách của chính phủ về thuế, hóa đơn điện tử, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thời lượng phù hợp để các doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân kinh doanh, người dân nhận thức về trách nhiệm, quyền lợi, lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, góp phần vào công tác chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện. Yêu cầu các phòng ban ngành trên địa bàn các đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về chi cục thuế khu vực Vĩnh Lộc Thạch Thành để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện xem xét giải quyết. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 49 năm, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, và thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2023-2024 của trường tiểu học thị trấn Kim Tân. Vào sáng ngày 10 tháng 4, trường thị trấn Kim Tân đã tổ chức cho hơn 560 em học sinh dân hương báo công tại di tích lịch sử chiến khu Ngọc Trạo và di sản thành nhà Hồ. Tại đây, các cán bộ tuyết minh đã giới thiệu cho các em về tổng quan lịch sử thông qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật trong nhà trưng bày truyền thống di tích chiến khu và di sản Thành nhà Hồ không chỉ là bằng chứng lịch sử mà còn là sợi dây kết nối sức mạnh tinh thần cách mạng của những người chiến sĩ năm xưa đối với các thế hệ trẻ sau này của huyện Thạch Thành nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Chuyến đi tuy ngắn nhưng tất cả học sinh đều tỏ ra thích thú tò mò với những điểm đến. Được đi trải nghiệm đã giúp các học sinh có những giờ hoạt động ngoài trời sôi nổi theo tinh thần vừa chơi vừa học qua đó giúp các em nắm vững kiến thức lịch sử, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử mà các thế hệ cha ông để lại. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM mang tần 95,8 MHz và trên website tv vn Thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Huyền Thạch Thành gia tăng trải nghiệm cho du khách tại các di tích điểm du lịch. Thưa quý vị, thời gian qua, các ban quản lý di tích lịch sử văn hóa và các địa phương doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã không ngừng xây dựng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào du lịch được coi là giải pháp và cách tiếp cận hiện đại phù hợp với xu hướng mới để gia tăng trải nghiệm cho du khách. Bởi vậy, tại nhiều di tích lịch sử văn hóa đã bắt đầu triển khai ứng dụng số hóa thông tin. Cùng với việc số hóa, các địa phương doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn đã chủ động đổi mới, nâng cấp các sản phẩm du lịch hiện có và hình thành những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của du khách như tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, mua sắm, giải trí đêm và giới thiệu văn hóa ẩm thực. Theo đồng chí trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Thạch Thành Lê Thị Hương cho biết, Thạch Thành là vùng đất được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho nhiều cảnh quan kỳ thú, nhiều nét văn hóa đặc sắc. Thế nhưng chỉ khi những nét đẹp ấy được chăm chút đầu tư kỹ lưỡng, cùng sự linh hoạt sáng tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn để giới thiệu và làm gia tăng trải nghiệm cho du khách, thì mới nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút du khách quay lại nhiều hơn. Bởi vậy những năm qua, huyện đã chú trọng phát triển du lịch theo hướng một điểm đến đa dịch vụ. Chẳng hạn đối với du lịch văn hóa tâm linh, huyện đã chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di tích như đền phố cát, chùa Khánh Yên, đình mừng đòn, hang con mong, chiến khu Ngọc Trạo. Đồng thời chú trọng khôi phục và tổ chức các lễ hội truyền thống để tạo sức hấp dẫn cho du khách khi đến thăm các di tích Mới đây, huyện đã phục dựng và tổ chức thành công lễ hội đền phố cát thị trấn Vân Du, gắn liền với đền phố cát là nơi thờ thánh mẫu liễu hạnh. Lễ hội được phục dựng và tổ chức đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương, góp phần quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch, hình ảnh đất và người thành thành đến bạn bè. Cùng với đó, tại các khu điểm du lịch trong huyện, nhờ làm mới mình qua việc tích cực đổi mới, nâng cấp về quy mô, nội dung và chất lượng sản phẩm du lịch, đặc biệt là phát triển các loại hình du lịch, gắn với các hoạt động lễ hội văn hóa thể thao truyền thống và hiện đại du lịch gắn với nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe nên đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách từ những kết quả trong xây dựng và làm mới các sản phẩm du lịch cùng những chính sách giải pháp mang tính đột phá du lịch thanh hóa nói chung thạch thành nói riêng đã và đang là điểm dừng chân của nhiều du khách từ đó góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn mở và giao dịch tài khoản an sinh xã hội tại điểm giao dịch xã. Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng có nhu cầu nhận trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản mở tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, gọi tắt là tài khoản an sinh xã hội. Khách hàng đăng ký mở và sử dụng tài khoản an sinh xã hội tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp tỉnh, cấp huyện trong giờ hành chính hoặc đăng ký tại điểm giao dịch xã. Trường hợp mở tài khoản tại điểm giao dịch xã khách hàng trực tiếp đăng ký vào ngày giao dịch cố định hàng tháng đã được công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã và trên website của ngân hàng chính sách xã hội hoặc đăng ký với tổ công tác cấp xã lực lượng công an cấp xã cảnh sát khu vực là nòng cốt và công chức văn hóa xã hội cấp xã trên biểu khảo sát nhu cầu phương thức nhận trợ cấp an sinh xã hội trong đó đăng ký phương thức nhận trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản mở tại ngân hàng chính sách xã hội khi mở tài khoản an sinh xã hội khách hàng có thể lựa chọn một trong hai loại tài khoản loại tài khoản chỉ giao dịch tại trụ sở ngân hàng chính sách xã hội hoặc loại tài khoản có thể giao dịch tại điểm giao dịch xã của ngân hàng chính sách xã hội đối với loại tài khoản có thể giao dịch tại điểm giao dịch xã trong thời gian ngân hàng chính sách xã hội có phiên giao dịch tại điểm giao dịch xã khách hàng có thể giao dịch nộp hoặc rút tiền hoặc chuyển khoản cho tài khoản khác cùng mở tại điểm giao dịch xã nhưng không thể rút tiền hoặc chuyển khoản tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội, cũng như không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản, thanh toán trên ứng dụng VBSP Smart Banking. Khách hàng có thể đăng ký mở và sử dụng tài khoản thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Việc đăng ký thông tin người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Mức phí mở duy trì tài khoản và phí giao dịch sẽ được áp dụng theo quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong từng thời kỳ quy trình mở tài khoản an sinh xã hội và đăng ký sử dụng dịch vụ mobile banking của ngân hàng chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã. Đối với khách hàng đăng ký với tổ công tác cấp xã để mở tài khoản an sinh xã hội. Bước 1, tổ công tác cấp xã khảo sát nhu cầu của khách hàng, trường hợp khách hàng có nhu cầu mở tài khoản tại ngân hàng chính sách xã hội để nhận trợ cấp an sinh xã hội. Tổ công tác hướng dẫn khách hàng kê khai giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở Sử dụng tài khoản tiền gửi và cung cấp dịch vụ ngân hàng dành cho cá nhân, gọi tắt là giấy đăng ký theo mẫu ngân hàng chính sách xã hội cung cấp, mẫu 02. Bước 2, khách hàng kê khai các thông tin trên giấy đăng ký, gửi kèm bản sao giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn cho tổ công tác cấp xã. Trong trường hợp mở tài khoản thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật thì hồ sơ mở tài khoản phải có thêm chứng minh nhân dân căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật. Xác nhận hoặc quyết định cử người giám hộ của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi cư trú của người được giám hộ. Quyết định của tòa án về việc chỉ định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Khi giao nhận giấy tờ, tổ công tác cấp xã xác nhận với khách hàng. Bước 3. Tổ công tác cấp xã tập hợp hồ sơ gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã, chuyển ngân hàng chính sách xã hội, hoặc trực tiếp gửi cán bộ tín dụng ngân hàng chính sách xã hội theo dõi địa bàn để làm thủ tục mở tài khoản cho khách hàng. Bước 4. Trong vòng một ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ, cán bộ tiến dụng theo dõi địa bàn, bàn giao hồ sơ mở tài khoản cho bộ phận kế toán ngân hàng chính sách xã hội thực hiện các thủ tục kiểm tra hồ sơ. Trường hợp đồng ý mở tài khoản, bộ phận kế toán thực hiện các thủ tục kiểm tra hồ sơ, mở tài khoản cho khách hàng, điền thông tin vào mục 2 giấy đăng ký, sao thành hai bản, trình giám đốc ký, đóng dấu ngân hàng, bàn giao cán bộ tiến dụng theo dõi địa bàn giấy đăng ký và hồ sơ của khách hàng trong ngày làm việc. Khi bàn giao có ghi chép và ký bên giao, bên nhận trên sổ giao nhận chứng từ. Trường hợp từ chối mở tài khoản, Bộ phận kế toán thông báo lý do cho cán bộ tiến dụng theo dõi địa bàn để thông báo đến khách hàng. Bước 5. Cán bộ tiến dụng thông báo đến tổ công tác cấp xã kết quả giải quyết mở tài khoản an sinh xã hội để tổ công tác cấp xã phối hợp với ủy ban nhân dân thông báo khách hàng đến điểm giao dịch xã vào lịch giao dịch cố định và mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân. Vào ngày giao dịch tại điểm giao dịch xã, cán bộ tiến dụng phụ trách địa bàn thực hiện đối chiếu bản sao giấy tờ tùy thân của khách hàng với bản gốc, kiểm tra thông tin, ký xác nhận trên bản sao, hướng dẫn khách hàng ký đầy đủ trên giấy đăng ký và điều khoản chung về mở và sử dụng tài khoản, điều kiện điều khoản sử dụng dịch vụ mobile banking, cài đặt mobile banking và kích hoạt tài khoản. Gửi trả khách hàng một bản sao giấy đăng ký, kèm điều khoản chung về mở và sử dụng tài khoản, điều kiện điều khoản sử dụng dịch vụ mobile banking. Gửi thông tin tài khoản an sinh xã hội cho tổ công tác tại xã. Bản giao bộ phận kế toán một bộ hồ sơ mở tài khoản an sinh xã hội của khách hàng. Đối với khách hàng đến trực tiếp tại điểm giao dịch xã để đăng ký mở tài khoản vào ngày giao dịch cố định. Cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các bước mở tài khoản theo hướng dẫn từ bước 4, điểm 1, mục 2 phụ lục này. Quy trình giao dịch đối với tài khoản an sinh xã hội tại điểm giao dịch xã. Đối với tài khoản an sinh xã hội có thể giao dịch tại điểm giao dịch xã, thực hiện giao dịch theo quy trình QT 301A. Quy trình giao dịch offline ban hành kèm theo quyết định 1239 ngày 6 tháng 3 năm 2020 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyền Thạch Thành Bắc Thanh Hóa trân trọng thông báo các chương trình ưu đãi tiến dụng của Aribank. Nhân dịp năm mới sắp thìn 2024, Aribank dành gần 60.000 tỷ đồng vốn ưu đãi triển khai các chương trình tiến dụng lãi suất thấp để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tiêu dùng đời sống của người dân, đồng thời thực hiện cam kết đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp. Theo đó, Aribank triển khai 5 chương trình tiến dụng lãi suất thấp dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cụ thể như sau. Chương trình cho vay để phát triển các sản phẩm ô cốp với quy mô 2.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay thấp hơn tối đa 2% trên năm so với sàn lãi suất cho vay của AgriBank. Thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chương trình cho vay tiêu dùng dành cho khách hàng là cá nhân, lãi suất cho vay thấp hơn tối đa 2,5% trên năm so với sàn lãi suất cho vay của Aribank. Thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Chương trình cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân. Lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn tối đa 2% trên năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường của Aribank. Thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 chương trình cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp, vay chung và dài hạn tài trợ các dự án đầu tư thuộc 5 ngành trọng điểm và dự án thuộc lĩnh vực xanh, lãi suất cố định chỉ từ 6% trên năm, thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chương trình cho vay, Aribank cam kết đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ, với lãi suất thấp hơn tối đa 1,5% trên năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường của Aribank. Thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu đã đạt được quy mô. Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về các chương trình tiến dụng ưu đãi với thủ tục nhanh chóng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách hàng, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành theo địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân, số điện thoại 02373 877 140 hoặc phòng giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, số điện thoại 02373 847 137 hoặc số di động 0917 410 656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành rất trân trọng được phục vụ quý khách hàng. Kính chúc quý khách hàng một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài truyền thanh và truyền hình thạch thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi